Xin chào quý anh chị, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay là thời điểm giữa tháng 12 và thời điểm cuối cùng, chỉ còn 15 ngày nữa là để kết thúc cái giảm thuế trước bạ. Và hiện tại thì em đang sẵn một chiếc xe cũng khá là hot, là một chiếc xe từng là quốc dân một thời, chiếc xe Toyota Innova. Mà trước mắt chúng tôi là phiên bản số sàn. Và Toyota Innova hiện tại thì có duy nhất một phiên bản số sàn là lắp ráp trong nước thôi. Còn lại hai phiên bản còn lại là Innova Cross thì sẽ được là nhập khẩu nguyên chiếc, sẽ không trong diện là giảm thuế đâu anh chị ạ. Nên là nếu mà anh chị là mua xe dự định lấy Innova số sàn và có thể là kinh doanh hoặc chạy gia đình ý, thì tranh thủ đợt này xe đang giảm sâu, và bên em đang sẵn một chiếc bồ đồng giao ngay cho anh chị để anh chị cân đối về cái nhu cầu của anh của nhà mình. Thì đầu tiên để đi xung quanh xe và em sẽ giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Innova phiên bản số sàn đến hiện tại. Thì Toyota Innova phiên bản số sàn thì có giá niêm yết là 755 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 35 triệu tiền mặt, và nhà nước giảm tiếp cho anh chị thêm 50% thuế trước bạ nữa. Nên là chiếc xe này bây giờ đăng ký xong chỉ loanh quanh có 763 triệu tiền mặt, và nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần chuẩn bị cho em số tiền khoảng 197 triệu thôi. Và hai phiên bản Innova số tự động, nếu anh chị quan tâm thì là phiên bản Innova Cross bản V có giá niêm yết là 810 triệu và bản xăng lai điện sẽ có giá là 990 triệu. Và hôm nay thì em sẽ đi chi tiết và chuyên sâu hơn về chiếc xe Innova phiên bản số sàn này. Thì chiếc xe Innova phiên bản số sàn này là trên đăng ký đăng kiểm là sẽ là xe 8 chỗ anh chị ạ. Xe 8 chỗ. Chiếc xe này thì được sử dụng động cơ là 2.0, có hộp số là số tay 5 cấp. Điều hòa chỉnh cơ. Tuy nhiên là chiếc xe này là một chiếc xe dẫn động cầu sau 8 người, nên là một chiếc xe rất là đa dụng. Anh chị có thể dùng để đi du lịch này, đi đường xa, rồi các công ty mình có thể là dùng chở hàng hoặc là chở người. Đặc biệt là chiếc xe này đi đường xa, cái hàng ghế thứ hai ngồi rất là êm, rất là thoải mái. Tầm này năm ngoái thì bên em bán rất nhiều chiếc xe Innova này cho các công ty Trung Quốc và Hàn Quốc, bởi vì họ ưa dùng cái chiếc xe Innova này, bởi vì là cái tính đa dụng của nó rất là cao, từ chở người này cho đến chở hàng. Đặc biệt là họ rất thích dùng những chiếc xe cầu sau, chở sếp được, chở nhân viên cũng được, mà chở hàng cũng được. Hiện tại thì bên em có ra thêm cả dòng Innova Cross phiên bản nhập khẩu, thì xe sẽ là mẫu mã nó sẽ khác, nó sẽ không giống như này nữa. Nhưng mà nếu mà anh chị nào muốn tìm một chiếc xe thực sự là đa dụng mà để phục vụ nhiều nhu cầu, mà mình hay đi xa đi lại, đi du lịch đường dài, thì nên lấy chiếc này. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất cũng như là giá bán của chiếc xe Toyota Innova thời điểm tháng 12 năm 2023. Anh chị nào cần thêm thông tin gì về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.